Chào mừng quý vị khán thính giả đang xem video trên kênh Việt TV. Ngay sau khi Reuters cho đăng tải thông tin Việt Nam và Mỹ đang đàm phán để chuyển giao một phi đội tiêm kích S-16, truyền thông Trung Quốc đã liên tục cho ra lò các bài viết nói về sự kiện này. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì chính Reuters đã nói rằng thương vụ này sẽ khiến Trung Quốc khó chịu. Tuy nhiên, hầu hết các bài viết của tác giả Trung Quốc thì đều cho rằng S-16 không đủ để đe dọa Trung Quốc và trên hết là quan hệ Việt-Trung không dễ gì bị chia rẽ bởi những kẻ bên ngoài. Việt TV sẽ gửi cho bạn một bài viết khá thú vị mà truyền thông Trung Quốc đã bàn luận về chủ đề này. Bài viết có tựa đề Khi Việt Nam mua S-16, nạn nhân lớn nhất không phải Trung Quốc mà là Nga. Trong bài viết này, tác giả đưa ra 3 lý do khiến cho thương vụ chuyển giao S-16 của Việt Nam không khiến Trung Quốc lo lắng mà Nga mới là người phải lo nhất lúc này. Vậy cụ thể ra sao? Mọi người hãy cùng Việt TV mổ xẻ bài viết này nhé! Mở đầu bài viết tác giả nói rằng mong muốn bán F-16 cho Việt Nam đã thể hiện tham vọng của Mỹ trong việc lôi kéo các quốc gia trong khu vực kiềm chế Trung Quốc. Nhưng hành động này là vô nghĩa. Cụ thể, vị này cho rằng kiếm tiền trong khi rình mò các ngóc ngách của Trung Quốc là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng của Mỹ. Theo báo cáo, chính phủ Mỹ và Việt Nam đang đàm phán về một thỏa thuận chuyển giao vũ khí quy mô lớn nhất trong lịch sử và dự kiến sẽ đạt được trong năm tới. Hoa Kỳ sẽ bán cho Việt Nam một phi đội máy bay chiến đấu F-16 để thúc đẩy mối quan hệ đối tác mới được nâng cấp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tờ Reuters của Anh nhận định rằng một thỏa thuận vũ khí lớn như vậy giữa Mỹ và Việt Nam có thể khiến Trung Quốc tức giận vì Trung Quốc luôn cảnh giác trước những nỗ lực của các nước phương Tây nhằm kiềm chế Bắc Kinh. Không thể phủ nhận việc Mỹ và Việt Nam trở nên thân thiết với nhau là điều có cân nhắc kiềm chế, cân bằng Trung Quốc. Đặc biệt, Mỹ mong muốn biến Việt Nam thành Philippines thứ hai, đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông. Chính vì vậy, báo chí Mỹ và phương Tây mới nhắc đến Trung Quốc rất nhiều khi Việt Mỹ nâng cấp quan hệ. Tuy nhiên, cần phải chỉ ra rằng, dù là tăng cường ngoại giao hay là thỏa thuận vũ khí, thì cũng khó có thể khiến Trung Quốc và Việt Nam chống lại nhau và Trung Quốc cũng không mấy lo lắng về điều này. Tại sao? Trước hết, các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam rất rõ ràng, lý do Việt Nam thống nhất được là nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc. Lý do Việt Nam đánh bại được đế quốc Mỹ cũng là nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc. Việt Nam nhận thức rất rõ ý nghĩa đặc biệt của Trung Quốc đối với Việt Nam. Đây không phải là vấn đề thuần túy lịch sử, mà còn là vấn đề địa lý. Điều này cho thấy Trung Quốc và Việt Nam không thể tách rời về mặt địa lý, cũng giống như Trung Quốc và Triều Tiên không thể tách rời về mặt địa lý. Thứ hai, Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa. Trung Quốc và Việt Nam hiện là hai nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất thế giới. Nguyên nhân khiến Liên Xô thất bại và cuối cùng sụp đổ và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa toàn cầu bị thụt lùi nặng nề có liên quan chặt chẽ đến sự chia rẽ của phe xã hội chủ nghĩa trong thế kỷ 20. Mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Liên Xô, mâu thuẫn giữa Liên Xô với các đối tác châu Âu cuối cùng đã dẫn đến việc Mỹ có thể chen chân vào các mối liên kết này. Kết quả cuối cùng là Liên Xô thất thủ và bị chia ra thành nhiều mảnh, lấy lịch sử làm kim chỉ nam. Nếu Việt Nam và Trung Quốc không hòa hợp được thì không thể đạt được kết quả gì tốt đẹp. Thứ ba, thời kỳ xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông đã qua. Về vấn đề chủ quyền các đảo ở Biển Đông, Trung Quốc và Việt Nam quả thực có xung đột gay gắt. Nhưng đó là chuyện đã gần 10 năm trước, Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chen chân vào đây. Kể từ sau sự cố Việt Nam đâm tàu Trung Quốc năm 2014, Trung Quốc và Việt Nam chưa bao giờ xảy ra xung đột biển quá nghiêm trọng. Hiện nay, các kênh liên lạc cấp cao giữa Trung Quốc và Việt Nam rất thông suốt. Xẻ về kinh tế vào thời điểm này thì khả năng Việt Nam từ bỏ thị trường Trung Quốc và gây chiến với các đối tác xã hội chủ nghĩa là rất khó có thể xảy ra. Vì vậy, tờ Reuters cho rằng thỏa thuận vũ khí lớn nhất lịch sử giữa Mỹ và Việt Nam này sẽ chọc tức Trung Quốc. Là nói hơi cường điệu, Trung Quốc đúng là không vui chút nào nhưng sẽ không bao giờ tức giận. Lý do rất đơn giản, mối đe dọa từ F-16 đối với Trung Quốc là rất hạn chế. Điều này hoàn toàn khác với việc Mỹ triển khai tên lửa ở Hàn Quốc. Tên lửa tầm xa tất nhiên sẽ khiến Trung Quốc tức giận và phản công trả đũa, còn với máy bay tiêm kích thì không. Tuy nhiên, cần phải nói thêm rằng Nga mới là bên đang lo ngại về hợp đồng giao dịch vũ khí này giữa Mỹ và Việt Nam. Bởi 80% lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam đến từ Nga và Washington đang xem xét đưa ra các điều khoản tài chính đặc biệt dành cho Việt Nam để loại Nga ra khỏi cuộc chơi. Việt Nam sẽ thoát khỏi sự phụ thuộc vào vũ khí do Nga sản xuất. Trong xung đột Nga-Ukraine, vũ khí Nga đang gây thất vọng và Việt Nam có thể cũng muốn đổi kênh bán hàng. Việc mất đi khách hàng Việt Nam chắc chắn là đòn giáng lớn đối với Nga. Quốc gia đang phải hứng chịu các lệnh trừng phạt toàn diện. Cuối cùng, mua máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất đồng nghĩa với việc bổ sung thêm một hệ thống của Mỹ. Điều này không hề dễ dàng đối với Việt Nam, chưa nói đến việc kinh tế của họ, chưa cho phép.
việc F-16 cuối cùng có thể bay vào Việt Nam hay không vẫn chưa chắc chắn. Đó là toàn bộ bài viết của phía Trung Quốc về vấn đề này. Toàn bộ lý lẽ tác giả đưa ra đều khá chính xác, ngoại trừ sự cố năm 2014 mà người này cho rằng tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc. Người này đang nhắc lại sự kiện Trung Quốc hạ giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam, và lúc đó đã có những vụ va chạm giữa tàu chấp pháp hai nước. Vụ này thì Trung Quốc sai lè lè, không thể xuyên tạc một cách thô thiển rằng đó là sự cố được. Tiếp đến phải đính chính rằng, việc chúng ta từng bước sản xuất, cải tiến và mua sắm bổ sung vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện đại cho quân đội phù hợp với khả năng của nền kinh tế là công việc hết sức bình thường. Nếu Việt Nam có mua F-16 của Mỹ thật thì nó cũng chả nhắm đến một nước nào cả. Tất cả chỉ nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền quốc gia mà thôi. Tất cả các quốc gia khác trên thế giới hiện nay muốn bảo vệ đất nước, đương nhiên phải có vũ khí. Trang bị đáp ứng nhu cầu phòng thủ, khả năng kinh tế và nhu cầu bảo vệ đất nước đến đâu thì chúng ta mua sắm trang thiết bị tới đó. Chúng ta có mua tàu ngầm hiện đại, tên lửa máy bay và các khí tài, kỹ thuật khác cũng chỉ là để phòng thủ, tự vệ, bảo vệ hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền đất nước, chứ hoàn toàn không có ý định đe dọa, không có ý đồ tấn công, xâm lấn bờ cõi của các nước xung quanh. Thế nên không cần phải bàn nhiều về vấn đề thương vụ mua F-16 này là nhắm đến ai vì chả có ai ở đây cả. Nói riêng về chuyện mua F-16 thực tế, đây cũng chỉ mới là tin tức đơn thuần, chưa được xác nhận. Hơn nữa, theo Reuters thì các bên liên quan vẫn đang ở bước đầu đàm phán, mọi điều khoản vẫn chưa được đưa ra. Chưa nói tới việc Việt Mỹ liệu có thống nhất được hay không nữa. Nếu muốn một cái gật đầu tư Việt Nam thì Mỹ phải đưa ra một chính sách tài chính tốt nhất có thể, thậm chí là tốt nhất từ trước đến nay. Bởi vũ khí Mỹ rất đắt, cách này được cả thế giới công nhận rồi. Mua mới một con F-16 bây giờ giá cũng khoảng 70 triệu đô, chưa kể tới linh kiện vũ khí đi kèm, phụ tùng, bảo dưỡng, huấn luyện phi công và xây lại hệ thống hạ tầng căn cứ. Nhưng năm ngoái, Bulgaria đã mua 8 chiếc F-16 của Mỹ có tổng giá trị lên tới 1,32 tỷ đô la. Tức là chi phí trung bình, mỗi chiếc F-16 lên tới 160 triệu đô la, một con số quá khủng khiếp. Thay vào đó, nếu ta mua Su-35 của Nga, thì chỉ hơn 80 triệu đô la mỗi chiếc đã đi kèm đầy đủ vũ khí và dịch vụ. Chưa kể tới mối quan hệ của ta với Nga, nên có thể được họ giảm giá rồi chế độ bảo hành hậu mãi về sau. Hai dòng máy bay được đánh giá tương đương nhau mà giá gấp đôi thế này thì rất khó cho Việt Nam tiếp cận vũ khí Mỹ nếu Mỹ không có một chính sách tốt nhất cho chúng ta. Một khả năng cao hơn có thể xảy ra nếu Mỹ chuyển giao F-16 cho Việt Nam thật thì đó là họ sẽ tặng hàng đã qua sử dụng. Sau đó, Việt Nam chỉ cần bỏ ra thêm một ít chi phí để nâng cấp mới trước khi giao hàng. Mỹ từng làm điều này với một số quốc gia họ muốn có quan hệ mật thiết hơn như Indonesia hay là Ai Cập. Với quan hệ hiện tại giữa Mỹ và Việt Nam thì đây có lẽ là lựa chọn mà Mỹ cũng đang cân nhắc. Mỹ đang có hàng trăm chiếc F-16 đã qua sử dụng, được cất giữ tại một căn cứ quân sự của mình. Số F-16 này sẽ được bán từ từ cho các đồng minh của Mỹ, vì nhiều quốc gia chọn cách mua hàng cũ này thay vì mua hàng mới. Hàng cũ thì giá rẻ hơn một nửa, mà các gói nâng cấp lên thì lại tương đương các phiên bản sản xuất mới. Nếu mọi người lo về hạn sử dụng với hàng cũ thì yên tâm. Mỹ đã tăng tuổi thọ của chúng lên, thêm trung bình 30 năm nữa mới hết đát. Nếu Mỹ phê duyệt một hợp đồng viện trợ khoảng 24 chiếc F-16 cho Việt Nam, và chúng ta chỉ phải bỏ ra thêm từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đô la để nâng cấp chúng lên tiêu chuẩn phiên bản mới nhất thì không tệ chút nào. Với cách làm này, Mỹ sẽ từng bước trở thành kênh mua vũ khí mới của Việt Nam, và trong tương lai hợp tác quân sự hai nước sẽ có thể mở rộng thêm. Còn với vũ khí Nga vẫn phải nhắc lại là chúng ta đang tìm cách đa dạng hóa để tránh phụ thuộc quá nhiều vào nước bạn thôi, chứ để từ bỏ là không thể. Vũ khí Nga có nhiều ưu điểm, cách bán hàng của họ cho ta cũng quá ưu đãi. Bán hàng tốt như vậy mà ta lại bỏ qua thì thật vô lý. Việc đa dạng hóa nguồn vũ khí là điều Việt Nam đã làm từ nhiều năm nay. Phía Nga chắc chắn cũng biết và hiểu được sẽ không có chuyện lo lắng gì ở đây cả. Mối quan hệ lâu đời giữa Việt Nga vẫn sẽ tốt đẹp như vậy mà thôi. Các bạn thân mến, trong nhiều năm trở lại đây, Việt Nam đã và đang trở nên nổi danh trên trường quốc tế khi mà trở thành đối tượng ve vãn của hàng loạt những ông lớn như là Trung Quốc và Hoa Kỳ đây. Nhưng Trung Mỹ càng như thế thì người ta càng thấy được một sự e dè không hề nhỏ mà các nước này đang thể hiện trước Việt Nam. Chính vì thế mà gần đây trang tin Sohu, một trong những trang tin chính thống của Trung Quốc, đã có một bài viết phân tích khá sâu sắc về vấn đề này với tiêu đề vị thế của Việt Nam trên thế giới hiện nay ra sao. Ngay trong phần mở đầu của bài viết, tác giả đã không ngần ngại khẳng định rằng, từ góc độ lịch sử mà phán xét thì thế giới luôn do các nước lớn thống trị và các quốc gia nhỏ bé hơn thường không có địa vị và không có quyền lực cơ bản. Vì vậy, họ luôn để cho mình bị chèn ép, tàn sát, công kích,
hoặc là phải tuân theo mệnh lệnh của các cường quốc khác. Nhưng lúc nào cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ mà tiêu biểu nhất là trường hợp của Việt Nam hiện nay. Một quốc gia khiến cho các nước lớn phải cảm thấy e dè và thậm chí là ngán đến tận cổ. Vậy các bạn có biết lý do vì sao mà Việt Nam lại làm được nhiều mà không ai làm được hay không? Lý do gì mà những siêu cường như Hoa Kỳ và Trung Quốc lúc nào cũng muốn lấy lỏng Việt Nam và lôi kéo Việt Nam về phía mình hay không? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cùng với những phân tích xuất sắc tiếp theo của tác giả bài viết trên trang Sohu. Nhưng trước tiên các bạn hãy nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Thứ nhất, Việt Nam có địa vị chính trị trên trường quốc tế khá vững chắc. Cụ thể hơn, tác giả bài viết đã nói rằng như chúng ta cũng thấy, cả thế giới hiện nay đều có một nhãn quan rất rõ ràng rằng Việt Nam chính là nước nhỏ duy nhất đã đánh bại được Hoa Kỳ. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất từng bắn rơi pháo đài bay B-52 được mệnh danh là bất khả chiến bại. Nó đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không vết sức vẻ vang cho Việt Nam. Còn trước đó, nước này đã lập được chiến công vang dội đúng kiểu vô tiền khoáng hậu khi mà đánh chìm hàng không mẫu hạng của Mỹ vào ngày 2 tháng 5 năm 1964. Và đây cũng là chiếc hàng không mẫu hạng đầu tiên và duy nhất của Hoa Kỳ từng bị đánh chìm trên thế giới cho đến ngày hôm nay. Quả thật những gì mà Việt Nam đã làm chưa có một quốc gia nào làm được. Dù cho đó có là đế quốc Nhật, đối tử chính của Mỹ trong Thế chiến thứ hai hay là Liên Xô cũ, kẻ thù không đội trời chung của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh lạnh trước đây. Theo đó, Việt Nam được biết đến như là một nước nhỏ siêu hùng mạnh suốt hơn 4 thập kỷ qua. Tên tuổi của họ thậm chí còn vượt qua cả Afghanistan và Iran, những kẻ luôn đối đầu hoặc có chiến tranh với Mỹ suốt thời gian qua. Vâng, rõ ràng, tác giả bài viết đã có sự tìm hiểu rất kỹ lưỡng về lịch sử của Việt Nam, vậy nên tác giả mới có thể kể vanh vách mỗi một chiến công vang dội của nước Việt. Đây quả thật là giao cảm rất lớn cho bất kỳ một quốc gia hùng mạnh nào đang có tâm lý ỷ mạnh hiếp yếu trước Việt Nam như Trung Quốc và Hoa Kỳ đây. Nhưng ngoài ra thì còn nhiều lý do khác khiến Trung Mỹ luôn e ngại Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nách tiếp lý do thứ hai này sau đây. Thứ hai, Việt Nam có tinh thần đoàn kết dân tộc rất cao. Theo đó, tác giả bài viết cho biết là Việt Nam được mệnh danh là Tiểu Trung Hoa, bởi vì từ thời xa xưa, Việt Nam đã là một quốc gia nằm trong vòng tròn văn hóa Nho giáo và họ luôn coi mình là một Trung Quốc cư nhỏ, chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Hoa. Vì vậy, quốc gia này luôn có những giá trị văn hóa độc đáo, như là chịu khó lao động tích lũy và có tinh thần dân tộc rất cao. Hơn nữa thì Việt Nam còn là một dân tộc thống nhất với 80% dân số là người Kinh. Điều này giúp cho Việt Nam có được sức mạnh đoàn kết vô đối. Vượt xa nhiều quốc gia ASEAN khác như Indonesia, 200 triệu dân, Philippines hơn 100 triệu dân và Thái Lan gần 50 triệu dân. Những quốc gia chẳng khác gì một bớ hỗn tạp với hàng chục dân tộc lớn nhỏ, xen kẽ nhau, không hòa đồng, không thống nhất mà luôn mâu thuẫn với nhau. Nó đã gây chia rẽ đất nước và dẫn đến phong trào ly khai thường xuyên. Vậy nên có thể nói là về sức mạnh tổng hợp, các quốc gia kể trên không thể nào so sánh với Việt Nam. Quả thật tác giả bài viết nói không sai, Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất, quân và dân luôn đoàn kết một lòng. Việt Nam từ xa xưa bị ảnh hưởng rất lớn bởi nền văn hóa Nho giáo của Trung Quốc cùng với hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Nhưng, Việt Nam chưa bao giờ xem mình là một tiểu Trung Hoa cả. Bởi vì trong suốt quá trình bị chế độ phong kiến Trung Quốc đô hộ, Việt Nam luôn đấu tranh dưới mọi hình thức. Việt Nam chưa bao giờ để mình bị đồng hóa giống như một người Trung Quốc thực thụ. Và kết quả, như chúng ta đã thấy, Việt Nam đã giành được độc lập, tự do cho riêng mình và trở thành một quốc gia tự cường. Việt Nam đã khiến bao công sức của triều đình phong kiến Trung Quốc trở thành công không. Nhưng thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên, chúng ta hãy tìm hiểu tiếp lý do thứ ba giúp Việt Nam có được sức nặng không tưởng trong lòng các cường quốc hiện nay. Thứ ba là Việt Nam có nền kinh tế phát triển đáng kinh ngạc. Tiếp sau, hai lý do nêu trên tác giả bài viết đã nêu bật lý do thứ ba như sau. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các nước nhỏ có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. Minh chứng là kể từ khi cải cách và mở cửa đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của Việt Nam dao động từ 6 đến 7% một năm. Với kết đà hạn này thì trong vòng 30 năm tới, họ thậm chí sẽ đứng đầu thế giới về sự tăng trưởng kinh tế. Còn ở thời điểm hiện tại thì nền kinh tế Việt Nam có những năm còn tăng trưởng hơn cả Trung Quốc. Họ hiện đang được mệnh danh là một Trung Quốc thứ hai với cơ hội chăn đầy, trở thành công xưởng thu nhỏ hùng mạnh của thế giới. Vì vậy, nhiều chuyên gia dự đoán rằng đến năm 2030, quy mô nền kinh tế của Việt Nam sẽ đứng thứ hai Đông Nam Á. Đồng thời, Việt Nam sẽ bước vào nhóm G20 của thế giới vào năm 2035. Điều này đã khiến cho nhiều người vừa nể phục, vừa kinh ngạc và cũng vừa nể mặt một quốc gia đang dần trở nên giàu có hơn. Có thể thấy những gì mà tác giả vừa nói đã minh chứng cho câu mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
khi mà Việt Nam mới giành độc lập thì vẫn còn nghèo khó. Các quốc gia trên thế giới chỉ nhìn Việt Nam bằng nửa con mắt và tỏ ra khá khinh khỉnh. Thậm chí mà có nhiều cường quốc lúc bấy giờ còn không công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do. Nhưng kể từ khi Việt Nam có sự chuyển mình mạnh mẽ và ngày một trở nên khấm khá hơn, người ta đã bắt đầu tay bắt mặt mừng và trở thành bạn bè thân thiết với đất nước hình chữ S. Chẳng thể mà Việt Nam hiện nay đã trở thành đối tác, làm ăn lớn của vô số các quốc gia lớn nhỏ trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc và Hoa Kỳ, những kẻ đã từng muốn vùi dập Việt Nam tả tươi. Tất nhiên, khi đã có mối quan hệ làm ăn mua bán như thế thì các nước khác làm gì cũng phải rén. Họ ít nhiều cũng phải cân đo đong đếm lợi ích kinh tế của mình khi đưa ra bất kỳ quyết định gì. Nhưng lý do cốt yếu nhất khiến ai ai cũng phải để mặt Việt Nam chính là sự hùng mạnh của quân đội nước nhà. Cụ thể như sau, thứ tư Việt Nam có quân đội mạnh nhất Đông Nam Á. Điều này đã được tác giả bài viết chứng minh từ trong quá khứ cho đến thời điểm hiện tại, cùng với những lập luận sắc bén sau đây. Việt Nam là một trong những quốc gia có quân đội mạnh nhất Đông Nam Á. Sức mạnh đó đã từng đánh bại Hoa Kỳ và cũng từng giúp Việt Nam chiếm Lào, Campuchia vào những năm 80. Chỉ trong vòng một tuần lễ, Việt Nam đã đánh bại Pol Pot, kết liễu đối phương rồi tiến sâu vào biên giới Thái Lan. Và đến tận ngày hôm nay, sức mạnh đó vẫn còn nguyên vẹn. Nó không đến từ kho vũ khí hiện đại mà đến từ các chiến lược chiến tranh nhân dân, từ chiến thuật tác chiến xuất sắc có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chiến tranh du kích với chiến tranh phản lực. Về điểm này thì chúng ta nên đính chính cho tác giả rằng, Việt Nam dù có sức mạnh quân sự đáng gầm nhất Đông Nam Á nhưng Việt Nam chưa bao giờ được quân đi xâm lược ai cả. Những cuộc chiến tranh diễn ra tại Lào hay Campuchia đều xuất phát từ sự nhờ cậy của chính phủ nước bạn dành cho Việt Nam mà thôi. Và sự thật đã chứng minh là những gì Việt Nam làm đều hoàn toàn chính nghĩa khi mà chính phủ Lào chân chính đã thuộc với tay nhân dân, khi mà kẻ cầm đầu Pol Pot bị đưa ra xét xử trong phiên tòa luận tội công khai. Qua chăng chỉ có Trung Quốc là hung hăng muốn xâm phạm chủ quyền lãnh thổ trên biển của Việt Nam ở thời điểm hiện tại mà thôi. Và tất nhiên với sự tự cường dân tộc, với sức mạnh quân sự sẵn có và với khối óc thông minh ưu việt, Việt Nam đã nhiều phen khiến Trung Quốc phải quay xe. Thế nên mới có chuyện là dù Trung Quốc có dám cản quấy với Philippines đi chăng nữa thì với Việt Nam Hoa Lục vẫn phải nề mặt vai phần. Nhưng sau tất cả, vẫn còn một lý do nữa khiến Trung Quốc hay Hoa Kỳ phải e dè trước Việt Nam. Vậy đó là gì? Chúng ta sẽ cùng bách tiếp dưới đây nên các bạn đừng vội chuyển kênh nhé! Thứ năm, Việt Nam có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ và các quốc gia phương Tây khác. Cùng với quan điểm trên, tác giả bài viết Chen Chao Shoubu cho rằng Việt Nam hiện nay đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cường quốc trên thế giới, nhất là Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Họ xem Việt Nam là một con át chủ bài quan trọng trong ván cờ địa chính trị của mình và trong kế hoạch bao vây cô lập Trung Quốc. Họ muốn thu hút và ve vãn Việt Nam để biến nước này thành một tiền đồn chống Trung Quốc vì họ đã nhận ra rằng Việt Nam là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á luôn dám đối đầu với Trung Quốc trên nhiều mặt trận, đặc biệt là trên mặt trận Biển Đông suốt thập kỷ qua. Theo đó, các nước đã chữa lành vết thương chiến tranh cho Việt Nam và tạo điều kiện để Việt Nam phát triển kinh tế, chính trị, luật an ninh quốc phòng, bao gồm cả việc ban hành lệnh hạn chế giao thương đầu tư vào Trung Quốc để khuyến khích các doanh nghiệp giao thương và đầu tư vào Việt Nam. Họ đã và đang ủng hộ Việt Nam bước lên vũ đài của những tổ chức toàn cầu như Hội đồng Nhân quyền và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nó đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tất nhiên, trước sự lôi kéo của Hoa Kỳ, Việt Nam cũng đã nhận được sự quan tâm của Trung Quốc. Nhưng thay vì trả đũa hay cấm vận Việt Nam, Trung Quốc lại vừa đấm vừa xoa và vừa đưa ra nhiều lợi ích kinh tế để hấp dẫn Việt Nam cũng như để nước này không rơi vào tay của Mỹ. Và đây cũng chính là những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại khi mà Việt Nam luôn được các nước lớn săn đón suốt thời gian qua. Trong khi các quan chức Hoa Kỳ liên tục đến thăm Việt Nam và đề nghị nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao mới, thì Trung Quốc cũng thường xuyên đến Việt Nam với những lời mời viếng thăm nồng nhiệt để thắt chặt mối quan hệ ban rào. Thiện mỹ Việt Nam nên tiếp tục phát huy sức mạnh tổng thể mà mình đang có để tiếp tục nâng tầm vị thế trên trường quốc tế. Qua đó, Việt Nam sẽ tìm kiếm được lợi ích cao nhất cho quốc gia trước cuộc chiến khốc liệt của các nước lớn hiện nay. Còn bạn có nghĩ như thế không? Hãy vui lòng comment ngay xuống phía dưới nhé! Các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ và theo dõi thêm các video clip hấp dẫn trên kênh nhé!